mình được cô giáo khen đó. Vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép. Vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bên màng baby vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bác màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao đốm không chào bác màu vàng? Tại bác màu vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt đốm cho bụng bự nha. Mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng. Chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói? Bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Tụi mình đang bay đó. Nè, mấy bạn có thấy mặt trời kỳ không? Hình như ông đang cười với tụi mình á. Sáng, mình thấy mặt trời chỉ nhỏ như cái chén, chưa to bằng cái dĩa, và bây giờ thì to như cái bánh tráng á. Mặt trời ăn gì mà lúc mập lúc ốm vậy ta? Hả? Mặt trời mà cũng biết đói với nó. Tự nhiên nói vậy đó. Bạn thật là không có gì tự nhiên hết. Các bạn cứ cười đi, mình sẽ đi bắt mặt trời để hỏi cho rõ mới được. Ơ, mặt trời của mình đâu rồi? Lẽ nào bạn ấy đi ăn cơm rồi? Nè, các bạn cứ đi theo mình đi. Mình sẽ cho các bạn thấy mặt trời ăn mây, uống nước để lớn. Bạn nói xạo. Lẽ nào bạn nó bắt được mặt trời rồi? Làm gì có ai bắt được mặt trời. Đi theo mình đi, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Bạn nhớ mặt trời ở đâu? Dưới lòng suối nè. Đốm ơi là đốm. Như vậy mà bạn nói là bắt được mặt trời hả? Nhìn nè. Bạn làm như vậy mặt trời sợ bỏ đi mất rồi. Đâu phải lỗi tại bụng bự đâu. Mặt trời của đốm sợ bỏ đi mất rồi đó. Phải rồi. Mặt trời của mình chỉ ghé qua đây uống nước thôi. Trời đất, hôm nay con làm sao vậy? Sao không ăn cơm đi?
Có chuyện gì hả con? Hôm nay đi chơi với các bạn thế nào? Các bạn cười chọc quê con. Tại sao lại như vậy? Vì con mắt mặt trời nhốt ở lòng suối, nhưng một bữa ném sỏi xuống nên mặt trời buồn bỏ đi mất tiêu rồi. Thế là các bạn cười con. À, ba hiểu rồi. Không ai có thể bắt được mặt trời đâu con à. Tại sao ạ? Bởi vì mặt trời là một hành tinh, cũng giống như trái đất mà gia đình mình đang sinh sống vậy. Trái đất quay xung quanh mặt trời, nên con trông như là mặt trời đang đi theo mình, hay là lúc to lúc nhỏ vậy. Vậy hả ba? Nhưng con vẫn muốn bắt mặt trời lại. Được rồi, bây giờ đốm ăn cơm xong, ba sẽ cho con xem cái này thú vị lắm. Bây giờ con nhìn nha. Hay dạ, ba bắt được mặt trăng rồi. Đây gọi là sự phản chiếu đó con. Ngày mai con rủ các bạn cùng qua xem mặt trăng nha. Nhất định rồi ba. Tụi bạn con sẽ tròn mắt khi nhìn mặt trăng của con. Con đã bắt được mặt trăng rồi. Cảnh đẹp quá. Mùa này hoa nở đẹp quá ha. Ừ, đẹp thiệt đó. Nhưng không đẹp bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình mùa này cả lá xanh mốt, củ nào củ nấy bự ơi là bự luôn. Xí, sao bằng nhà mình được? Nhà mình mùa này hoa muốn nở tím cả vườn, đẹp ơi là đẹp. Nhà mình có đủ hết. Ba mình trồng rất nhiều hoa. Ngày nào mình về cũng hái cho mẹ một bó để cắm. Đẹp lắm. Trong vườn nhà mình có một ao cá rất lớn. Chiều chiều mình và ba ra ao câu cá về nướng ăn. Ngon ơi là ngon. Trước nhà mình thì ba mình trồng rất nhiều me. Mùa này me chín dốt ăn. Vậy thì trước nhà của đốm có gì nè? Nhà mình... Bạn quên rồi sao Thái To? Vườn nhà đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, leo leo. Leo 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 leo. Đốm, con nhìn nè. Quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy? Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng. Đốm, ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây. Con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao, cây lớn, cây xanh, lòng mình quá vui. Cây ơi, sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi, sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi, khát nước quá, khát quá, đi mất. Rồi sao nữa hả đớm? Dạ, con không chăm chúng, nên chúng đỡ. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân, tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ, con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Bơi thôi, đớp, mở cửa ra ngay. Có chuyện gì vậy? Con có làm sao không? Đảo quá, đảo quá, đảo quá. Ông xã ơi, ba đớp ơi, xuống đây nhanh lên. Hả? Có chuyện gì vậy em? Đớp ở trong phòng mà không biết có chuyện gì. Em lo lắng lắm.
Đốm ơi, Đốm. Mở cửa ra đi con. Đốm. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Con đang làm gì vậy? Đốm đang bơi mà. Nhìn xem hồ bơi nhân tạo của Đốm nè. Thích quá. Con làm ba mẹ lo quá. Muốn bơi thì đi hồ bơi. Tại sao lại làm như vậy? Tắm nhanh để còn đi ăn cơm nào. Ướt hết nhà rồi. Tớ cũng thích đi bơi nữa. Trời nắng quá. Xả xuống nước lúc này thật là tuyệt. Ra đi với. Ra đi với. Hôm nay chúng ta chỉ cần thuê hai chiếc phao. Thật là đỡ tốn kém hơn. Tay to hả? Là sao? Ý mình là bạn ấy mặc như vậy á thì nổi trên mặt nước chứ cần gì phao. Bạn nói gì vậy? Mình sẽ cho bạn biết tay. Thuyền trưởng Đốm đây, thuyền trưởng vĩ đại nhất thế giới. Đốm, tại sao bạn lại vứt rác ở bể bơi vậy? Mà vớt lên đi. Đúng rồi đó, Đốm, bạn nên làm ô nhiễm nguồn nước và vi phạm quy định ở bể bơi á. Các ngươi, những tên cướp biển kia, không được có ý định xấu với thuyền của ta. Nếu muốn thì hãy gia nhập đội thuyền của ta, ta sẽ thu nhận. Đốm, bạn sẽ bị chú bảo vệ bắt phạt. Bọn mình không có chơi với bạn nữa đâu. Bạn là đứa trẻ hư. Bọn mình đi về đây. Đợi đã, chờ mình với. Các bạn chờ mình với. Sao lại về trước, để lại mình vậy? Bạn vẫn chưa nhặt đống cha lên kìa. Bạn hư quá. Rồi sẽ có người dọn vệ sinh, tới dọn thôi mà. Có sao đâu, đâu phải lỗi của mình. Mẹ ơi, rác kìa. Cô giáo dạy không được xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Mẹ con mình dọn đi về nha. Đốm ơi, mở cửa cho mẹ. À, mẹ về rồi. À, có con sâu xanh. À, sợ quá. Khoan đã Đốm. À, để con bỏ con sâu đi. Con không muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có. À, mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước. Mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị Đốm đè hả? Ơ, ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Ừ, sao Đốm ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Ừ, chúc Đốm ngủ ngon nha. Con nhớ mẹ quá. Sâu Đốm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, sâu Đốm bị hóa đá rồi. Từ từ, con đợi một chút xem sao. Đây là sao hả mẹ? Mình đã biến thành bướm rồi. À,
Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có đốm và mẹ đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Mình phải làm gì cho sinh nhật mẹ đây? Hay là vào rừng hái hoa tặng mẹ ha? Đốm ơi đốm, tụi mình đến rồi nè. Ừ, mấy bạn vào đi. Ủa, đốm có chuyện gì vậy? Ừ, mình đốm cũng thấy buồn buồn. Mình đang suy nghĩ. Có gì rắc rối hả? Bọn mình giúp được không? Hôm nay là sinh nhật mẹ, mình muốn tặng mẹ một chiếc bánh kem. Nhưng mình không có đủ tiền. Mình cũng muốn giúp đốm mà mình cũng không có tiền. Hay là mình vào rừng hái hoa, đem bán lấy tiền mua bánh cho mẹ đốm. Ờ ha, sao mình đột nhiên ngốc như vậy không biết. Wow, nhiều hoa đẹp quá. Bán hết hoa này chắc chắn sẽ mua được một chiếc bánh thật lớn. Mau lên thôi, mình phải hái nhiều thật nhiều. Biết rồi, biết rồi. Nào anh em ta cùng nhau bán hoa lấy tiền đi mua bánh kem. Chào các cháu, muốn mua quà hả? Dạ, dạ không, thực ra tụi con muốn bán hoa. Hả? Bán hoa cho tiệm hoa? Các cháu giỡn mặt với cô hả? Dạ, dạ, tại con muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Cô ơi, tụi con không có tiền đâu cô. Cô mua giùm tụi con nha cô. Tụi con phải vô rừng ấy cực khổ lắm á. Cô ơi, giúp con đi cô. Thôi được, các cháu là những đứa trẻ ngoan. Cô sẽ mua hết chỗ quà này. Hay ho, thành công rồi. Có tiền mua bánh rồi. Sắp được ăn bánh kem rồi, đã quá. Dạ, tụi con cảm ơn cô rất nhiều. Tay đốm thì chảy máu rồi. Mau mau đưa đốm về nhà đi. Đốm, tay con sao lại bị chảy máu vậy? Con bị té. Tụi con đi đâu sao bị té như vậy? Tội nghiệp đốm của mẹ quá. Dạ, dạ, tụi con đi mua bánh kem cho cô. Trên đường về đốm bị té. Mua bánh cho mẹ. Sáng giờ tụi con vô rừng hái hoa kiếm tiền mua bánh kem tặng cô đó. Đốm ngốc quá, mẹ không cần bất kỳ món quà nào. Đốm chính là món quà vô giá của mẹ rồi, đốm biết chưa? Nhưng con đốm khỏe mạnh và vui vẻ chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Làm 90%. Xong chưa? Mình đi kiếm đó nha. À, bắt được bạn rồi nha. Xí bò sữa. Mình mà không cười á, còn lâu bạn mới bắt được mình á. Ông dám đâu, mình thấy bạn trước chứ bộ. Mấy bạn có sao không? Mình không sao. Giờ hết đồ đẹp rồi, tụi mình chơi cái khác đi. Đúng rồi đó, trò này chán quá. Vậy giờ chơi trò gì? Hay mình chơi thả diều đi. Được đó. Vậy thôi, giờ mình về. Hẹn các bạn chiều nay mình chơi ở đây nha. Sao bạn buồn vậy đó?
mình chưa có diều. Vậy hả? Mình cũng vậy nè. Vậy hai đứa mình cùng làm một con diều đi. Ý hay đó, mình làm thử coi sao. Vậy bạn về chuẩn bị đi. Ừ, vậy hẹn chiều nay tại nhà mình nha. Bạn dán xong chưa? Gần xong rồi, đợi mình tí. Mình cắt xong cái đuôi rồi nè, để đây nha. Ừ. Yeah, xong rồi. Giờ mình thử đi thả đi. Ừ, đi đi, mình tin là diều sẽ bay được. Hai bạn tới rồi đó hả? Ôi, diều đẹp quá, của bạn hả đó? Không, mình và bụng bự cùng làm đó. Nhưng mình quan trọng hơn, mình dán hết đó. Ồ, bạn giỏi thiệt á. Nhưng mình cắt cho bụng bự dán á. Người dán mới là quan trọng. Không, người cắt quan trọng hơn. Ơ, à, tại bạn đó, rách rồi nè. Tại bạn thì có, bạn dành với mình mà. Mình không thèm chơi nữa, mình về đây. Con sao vậy Đốm? Bụng bự làm rách con diều của con. Đốm à, con diều là công sức của cả con và bụng bự, đúng không? Con cứ thử nghĩ xem, nếu không có bụng bự dán lại thì có thành được con diều hay là không? Và nếu con không cắt cho bạn dán thì sẽ không có con diều hoàn chỉnh, đúng không? À, con hiểu rồi, tức là ai cũng quan trọng hết. Bây giờ con phải đi tìm bụng bự đây. Con sẽ giải thích cho bạn ấy, ai cũng quan trọng hết và sẽ không chọn bạn ấy nữa. Mẹ rất vui khi Đốm có thể nhận thức được vấn đề như vậy. Hãy học cách hợp tác với nhau và chia sẻ với các bạn nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đi tìm bụng bự đây. Dừng lại, thiệt là hết nói mà. Người giúp việc sẽ tới ngay thôi. Hy vọng là các con sẽ ngoan hơn. Mẹ đi thăm bà đó. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah. Em nhún nhảy và em lắc lư vì chúng em mê nhạc nhiều. Mình nó bận quá, sao người giúp việc chưa tới nữa? Hay là chúng ta... Ừ. Cái này ăn có chết không vậy Đốm? Chắc không sao đâu. Sao mặn quá vậy? À, mình xin lỗi, mình bỏ lộn muối rồi. Trời. Dơ quá, dơ quá. Bà ta ở đây hả? Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Không cần, cô về đi. Tín hiệu chống đối, không đi. Ở yên đó, trẻ con dâng lời, trẻ con dâng lời. Có khi nào bà nói với chúng ta không? Mẹ ơi. Im đi. Tay to, lấy hũ màu cho mình, mau. Giờ mình tính như vậy nha. Có trộm, có trộm. Cô mèo ơi, có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập.
đồng đỏ, người máy bị vô hiệu. Yeah, thắng rồi. Các con lại dậy nữa rồi. Dạ, tụi con xin lỗi.